lần này phải làm gõ tụi chó điên mới được. Phải chiến cho bạn với nó. Tao cay tụi nó lắm rồi đó. Lần nào đại ca cũng nói làm gỏi thằng chó điên, mà lần nào đại ca cũng thua bấy đít hết, hết. Mày chén xong rồi hả? Đại ca tính nóng như kem. Thôi, không có giỡn nữa. Bây giờ tìm cách giết con chó điên à. Tụi tìm hả? Mày làm gì ta? Thì sao? Anh làm việc xấu gì đây? Sao? Hôm nay giúp tụi nó đúng không? Thích thì nhất, chơi luôn đi ca. Khô máu nha. Thì gái nha. Mày thử nhúc nhích một cái nữa tao coi. Mày muốn gì? Tao muốn hút thuốc. Mày muốn hút thuốc? Mày gần mò ở đây cái gì? Tới số mày rồi. A few moments later. Đây mày. Mày muốn cái gì? Giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là mày làm nổi dán cho tao. Hai là mày ỉa ra đây. Ỉa đây. Mày chọn đi. Sao? Mày suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Mày nghĩ tao bán đứng cái nem tao sao? Hả? Nhìn đây mà đòi mua chuột tao. Mày hãy quên đi cái ý nghĩ đó trong đầu mày đi. Nhà anh không có gì ngoài điều kiện. Tao chỉ nói một câu cuối cùng cho mày hiểu. Người anh em, chúng ta cũng mong thề đi. Mình nghe em, chúng ta chỉ là chuyện nhỏ. Mình nghe em chứ hết. Hôm nay dứt tụi chó điên luôn. Dốt luôn đi ca. Người anh em, tôi có ý kiến này. Nói. Giờ tôi về nhà chó điên, xong rồi anh em ập vô. Được, cái này mày về giữ cho nó cho tao. Ok. Tao sẽ từ từ vô, bắt gọn tụi nó. Ok. Tao sẽ nó từng ngược, tha cho mày và sẽ kích nhẹ anh em với mày. Anh em. Hai, nghe chưa? Đi liền luôn cho nóng thôi ra ca. Người em, tôi về trước nha. Ok, người em. Bạn đây. Wow. Bài á. Gọi bài bạn nhá. Bài á. Nhớ là. Ờ vào nhá. Ok á. Bài bạn nhá. Pháp sư làm gì đi đâu vậy ta? Giờ này chưa tới nữa. Nhặt mới nhớ. Mày nên cẩn thận nha. Nay tỷ mở nó lộng hành lắm luôn rồi đó. Đại ca cứ yên tâm, tụi nó mà dám tới gây chuyện à. Em Pháp Sư chơi ngon lành liền, khô máu luôn. Hay là mày đi chạy kiếm Pháp Sư rồi. Nó lâu quá.
Ca, em về rồi nè. Thấy gì vui không trời? Mày đâu vậy? Em đi vòng vòng thôi mà. Đại ca, tụi thì mở đến đây rồi. Đại ca định tính làm gì nữa? Tao lóc mở làm gì nữa? Ê, chó điên, biết bố mày đã làm gì không? Ê, tị mợ tới đây làm gì mày? Tao tới đây để làm cái gì hả? Lụm mày với con gì nữa? Còn gì văn chói nữa không, thằng tỷ mỡ? Ha ha ha. Tụi mày nghĩ tụi mày ăn được tao à? Chuẩn bị xem tao có món quà cho tụi mày nè. Mày làm cái gì pháp sư? Mày cười gì ăn gì tỷ mỡ? Mày, tụi mày cười gì? Mày làm gì pháp sư? Mày nghĩ tao bỏ anh em tao hả? Yeah! Pháp sư hả mày? Đời cảnh này lắm sao pháp sư hả tiền? Đừng nói tao. Sao chửi cho là sao sao? Ồ, hay quá. Ba, mày muốn hết. <Ba. cười>